3 triệu con này. Đấy, và em xin chia sẻ hôm nay em có một số cái đơn hàng. Đơn hàng thì em gửi vào ngày nay rất là quan trọng. Đây là một khách hàng ở Gia Lâm. Khách hàng này vừa mua một ổ chòe, vừa một mua chim cu. Khách hàng này ở bến xe Thường Tín, Hà Nội. Rất đẹp. Em chuyển cho bác. Đôi này là nó ra một con trắng đốm chân hồng rất đẹp luôn. Đôi này ông anh bắt ở rừng được nhé.
Đó.
Như vậy là em sẽ gửi cho các bạn về Gia Lâm Kim Sơn bên xe buýt 52. Đây các bác thấy là thông tin chính thống của đồng chí Thao nhé, thông tin chính thống luôn. Và livestream như này thì các bạn biết là mình là một đơn vị bán hàng liên tục, bán hàng thường xuyên luôn. Đây về bến xe Phùng, đường 7/8, bến xe Phùng. Chuyển khoản hết thị trấn chờ Bắc Linh. Bạn nào kết con đây có một em chè này, bạn nào kết em này để cho luôn. Đấy. Kết để cho luôn 300k. Chim trần các bạn nhé, chim trần luôn. Con này là clip số bao nhiêu hôm qua nhỉ, các bạn xem thì biết. Chim rất đẹp luôn các bạn nhé, clip số 9 này, clip số 9. Đây clip số 10, clip số 10, clip số 10 này mới thắt sáng nay luôn. Clip số 10 rất to đẹp các bạn nhé. Dây hơi dài. Clip số 10 nhá. Đây con. Rất đẹp. Clip số 10 nhá, đăng ngày mùng 7/8 này. Quá đẹp. Con này 700k clip số 10 anh em nhé.